đứa con tinh thần của anh hôm nay hiện diện với tất cả mọi người, rất là đông mọi người đây, và cảm xúc của anh hiện tại là như thế nào? Cảm xúc của mình hiện tại lúc này rất là đặc biệt. Trước đây khoảng một tuần đến một ngày thì rất là lo lắng, thực sự rất là hồi hộp. Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ biết là hoàn thành tốt những cái công đoạn chuẩn bị và thành thoại từ khi ở nhà này. Sao cho hôm nay là khán giả có thể xem một bộ phim hoàn hảo nhất. Và đến hôm nay thì mình chỉ mong muốn một điều là hy vọng khán giả đón nhận bộ phim này. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến với buổi họp báo ngày hôm nay. Cảm ơn chia sẻ của đạo diễn Hoàng Duy. Và tiếp theo là một vài chuyện có tên là mở cảnh. Vậy thì mở cảnh là như thế nào, chị có thể giải thích được không ạ? Chị nói là chị rất là tâm đắc trong cái vai diễn lần này, thì và cái sự tâm đắc đó là được khoảng bao nhiêu phần trăm ạ? Phải nói rằng là cho tới khi mà bộ phim dừng bóng máy thì cái năng lượng để mà còn muốn được hóa thân với nhân vật đó nó vẫn còn như là ngày đầu tiên khi tính cái này quá. Cảm ơn chị. Chị là đóng tập trung với lại Song Luân phải không ạ? Nhân tiện đây thì hỏi Song Luân luôn. Xin hỏi Song Luân là anh hãy chia sẻ cảm xúc của anh khi mà được khán giả ở đây, cái cảm xúc mà khi mà anh được đóng chung với chị Vân Khánh, là một diễn viên đạo cổ như chị Vân Khánh, thì cảm xúc của anh như thế nào? Lâm cũng muốn gửi lời tất cả mọi người có mặt ở đây, và thật ra ai mà đã làm trong công việc trong ngành showbiz thì lâu rồi thì cũng có thể là một số người cũng biết là Lâm và chị Khánh trước đây là cùng một công ty Musicbox. Và lúc mà Lô mới có cả Nam Cường nữa. Xin mời Nam Cường lên đây luôn ạ. Thì ba anh em thì hồi xưa trong công ty đó, và lúc đó luôn chỉ là một thân học sinh thôi, nên là luôn cảm thấy rất là ngưỡng mộ chị Khánh qua cả ca sĩ lẫn diễn viên. Nhưng mà cũng không ngờ là sau 5-6 năm và chị em gặp lại trong một cái duyên rất là duyên, đó là chị em làm việc chung với nhau. Và cũng khá là bất ngờ là hồi trước thì gọi chị, nhưng bây giờ mình gọi là em, không em. Cho nên là tôi nghĩ là tôi đã được chị Khánh Luôn đã tham gia thì và phụ
chú là chồng của cô Hồng Đào, và cô Hồng Đào là bạn thân với cô Hồng Vân, và cô Hồng Vân là sư phụ của con, cho nên là tôi xin phép được gọi là chú ạ. À. Dạ. Chưa hết kêu chú mất vui. Thì thôi trước tiên thì cho con mời ra xin chào các bạn. Hello. Dạ, con chào các bạn. Xuống đây các bạn. Hello. Rồi đứng lại với các bạn. Quang Minh có một cái yếu điểm rất là lớn, đó là rất nhút nhát chứ đông đông. Thường thường á, anh em nghệ sĩ hay nói Quang Minh á, thì đừng có duyên cho sân khấu chừng 20 phút thôi. Còn rất là nhút nhát. Còn nói về nhận xét bộ phim này thì con xin phép để quý vị tự nhận xét. Còn về riêng Quang Minh làm việc với đoàn phim ở đây, Quang Minh rất tự hào về may mắn được làm đoàn phim này. Tại vì mình thấy là đây chính đoàn phim quý cô thực kế làm việc rất nghiêm túc, bắt đầu tôi cũng rất là được đáng. Thì bây giờ hai những lời nói đó là các bạn hỏi các bạn xem phim thì sao hả? Đúng rồi, đó là câu hỏi mà con cũng đang tính hỏi chú á. Dạ. À, cảm ơn chú, thì vì con chưa hỏi mà chú lại trả lời luôn à. Dạ. Ok. Dạ. Rồi, chú hỏi đúng không? Dạ. Con chỉ muốn hỏi chú là dạo này cô Hồng Đào khỏe không chú? À, khỏe. À, xin lỗi các bạn là lần này Hồng Đào không có về đây dự được. Tại vì có chuyện của bệnh lý. À, xin hẹn các bạn. Hồng Đào cũng được. Dạ. Dạ, và câu hỏi cuối cùng. À, Xuân Nghị xin được hỏi diễn viên Liên Mẫn Phát. Đẹp trai quá. Tại vì thật sự là người thì không có thích những ai mà đẹp hơn mình cả. Đấy là nó ghét xong luôn đúng không? Ghét luôn á, nhưng mà tại vì mình bản là bắt thầy hỏi cho nên là thầy hỏi thôi. Chứ không có thích ai đẹp hơn cả. Xin hỏi diễn viên Liên Vĩnh Phát. Đang được quý là chàng thơ của điện ảnh Việt Nam. Và ai cũng bất ngờ trong cái quý cô thừa kế, anh lại diễn biến thành một chàng trai ăn chơi, lêu lỏng và trông rất là đẹp. Vậy thì cái hình ảnh mà anh muốn hướng tới là một hình ảnh một diễn viên đa dạng đúng không ạ? Phan muốn hướng tới một diễn viên đa năng. Đa năng hả? Đa năng khác là đa dạng, là có nhiều hình dáng khác nhau, còn đa năng là có thể là một nhiều cái. Nếu như vậy không cho phép phát sinh được đây cả các quý vị đang có mặt trong buổi truyền hình ngày hôm nay thì được tham gia với lại phim của Hoàng Duy và chị Trang Dung, các bạn thấy rất là vui. Mặc dù chỉ là có một cái vai nhỏ hơn chuyện này nhưng mà các bạn thấy là mình đã có được những cái khoảng thời gian cùng với lại ekip, và hy vọng là quý vị chúng ta sẽ có những cái giây phút thật là thoải mái, thật là thú vị và ấn tượng với lại quý vị. Cảm ơn những chia sẻ